các thủ lãnh Do Thái quyết định giết Đức Giê-xu. Lễ vượt qua gần đến. Gioan chương 11. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giê-xu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giê-xu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-siêu triệu tập thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giê-xu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-xu. Vậy Đức Giê-xu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy, sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái. Từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy, dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giê-xu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: "Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không?" Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: "Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt." Đức Giê-xu đã từng nhiều lần bị tìm bắt, bị ném đá, bị đe dọa. Nhưng đây là lần đầu tiên các thượng tế, các người Pha-ri-siêu và thượng hội đồng của Do Thái giáo quyết định giết Ngài. Theo Tin Mừng Gioan, lý do gần nhất đưa đến quyết định đó là việc Đức Giê-xu làm cho anh Lazaro chết 4 ngày sống lại. Sự sống lại của anh đã khiến cho nhiều kẻ tin vào Đức Giê-xu. Các nhà lãnh đạo tôn giáo sợ rằng phong trào theo Chúa Giê-xu sẽ tiếp tục bành trướng. Mọi người sẽ tin và quân Roma sẽ đến phá hủy đất nước và nơi thờ tự. Caipha là vị thượng tế đương nhiệm năm ấy. Đứng trước sự lúng túng và lo âu của các thành viên trong thượng hội đồng, đột nhiên, ông phát biểu như không cần suy nghĩ thêm gì nữa: "Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Lời phát biểu bộc phát như thế, nào ngờ lại là một lời tiên tri thốt ra từ miệng một vị thượng tế. Caipha chỉ muốn loại trừ Đức Giê-xu để đảm bảo an ninh cho đất nước và đền thờ. Nhưng ông lại vô tình nói tiên tri về tính cứu độ của cái chết Đức Giê-xu. Cái chết ấy sẽ cứu cả dân tộc Do Thái khỏi bị tiêu diệt. Đức Giê-xu chết thay cho dân của Ngài. Nhưng Caipha không ngờ ảnh hưởng của cái chết ấy còn vượt xa hơn nhiều. Ngài chết không chỉ thay cho dân Do Thái mà thôi,
nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Cái chết ấy có khả năng quy tụ mọi kẻ tin vào Đức Giêsu về một đoàn chiên duy nhất, kể cả dân ngoại. Cái chết ấy có khả năng kéo mọi người lên, chẳng trừ ai. Đức Giêsu đã bị kết án ngay khi chưa có phiên tòa chính thức. Ngài bị kết án tử vì đã trao ban sự sống cho một con người. Cái chết của Ngài không ngăn cản được sự sụp đổ của thành Jerusalem và sự tan hoang của cả đất nước Do Thái vào năm 70. Nhưng cái chết ấy đã đem lại ơn cứu độ cho mọi người tin. Hiệu quả của cái chết ấy vẫn còn mãi đến tận thế. Đức Giêsu đã hiến mạng sống làm giá cứu chuộc nhiều người. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc đời đầy cạm bẫy, mời mọc, mà con người lại yếu đuối mong manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong vườn dầu, Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá, Chúa đã thốt lên: "Sao Cha bỏ con?" Xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen. Ngày 23 tháng 3, Thánh Turibius thành Mongrovejo. Ngài sinh năm 1538, mất năm 1606. Cùng với Thánh Rosa ở Lima, Thánh Turibius là vị thánh nổi tiếng đầu tiên của Tân Thế Giới, phục vụ Thiên Chúa ở Peru, Nam Mỹ trong 26 năm. Sinh năm 1538 tại Mayoga de Campos, León ở Tây Ban Nha, và theo học về luật, Ngài đã trở thành một học giả sáng giá, đến nỗi được làm giáo sư cho Đại học Salamanca, và sau đó trở thành chánh án và thẩm tra ở Granada dưới thời vua Philip II. Ngài rất thành công, nhưng vẫn chưa phải là một luật sư có thể ngăn cản được những biến cố đột ngột xảy ra trong đời. Khi tòa giám mục Lima trong thuộc địa Peru của Tây Ban Nha trống ngôi, nhà vua quyết định Turibius phải là người giữ chức vụ đó, vì Ngài cương quyết và có tinh thần đạo đức.
sau khi được thụ phong linh mục và tấn phong giám mục, Ngài được gửi sang Peru năm 1581, là nơi Ngài chứng kiến sự tồi tệ của chủ nghĩa thực dân. Ở đây, người Tây Ban Nha xâm lăng vi phạm đủ mọi loại tội lỗi đối với người địa phương. Các lạm dụng của hàng giáo sĩ cũng thật lộ liễu, và Đức Turibius đã dồn mọi nỗ lực để cải tổ lãnh vực này trước hết. Ngài bắt đầu các cuộc thăm viếng lâu dài và gian khổ đến tất cả các giáo xứ trong tổng giáo phận mênh mông. Ngài học tiếng địa phương, và trong các chuyến công tác, có khi phải ở đó đến 2-3 ngày mà thường không có thực phẩm cũng như giường chiếu. Mỗi sáng, Ngài đều xưng tội với cha tuyên úy và cử hành thánh lễ với sự sốt sắng tột độ. Trong những người được thêm sức từ tay Ngài là Thánh Rosa ở Lima, có cả Thánh Martin de Porres nữa. Ngài giúp thiết lập các trường học, nhà thờ và mở cửa chủng viện đầu tiên trong tân thế giới. Để sinh hoạt mục vụ với những người thổ dân, Ngài còn sành sỏi một vài tiếng địa phương. Ngài qua đời ngày 23 tháng 5 năm 1606 tại Santa, Peru. Đức Giáo hoàng Innocent XI tôn phong chân phước ngày 2 tháng 7 năm 1679, và Đức Giáo hoàng Benedicto XIII đã tôn phong hiển thánh cho Ngài năm 1726. Lời bàn: quả thật, Thiên Chúa đã uốn thẳng các đường lối quanh co. Trái với ý định của Turibius, và lại xuất phát từ điểm không ai ngờ là tòa thẩm tra, con người đầy đã trở nên vị chủ tranh giống như Đức Kitô của các người nghèo và người bị áp bức. Thiên Chúa đã ban cho Ngài biết yêu thương tha nhân như điều họ mong đợi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.